Đây là giải thưởng được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, nhằm biểu dương các tổ chức cá nhân có tác phẩm điện ảnh, truyền hình về bảo vệ môi trường. Tham dự giải có 86 tác phẩm thuộc 4 thể loại là phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình. Đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm bám sát vào các vấn đề môi trường nổi cộm hiện nay. 15 tác phẩm đạt giải trong kỳ liên hoan lần này đã được hội đồng chung khảo đánh giá bảo đảm các tiêu chí về nội dung cũng như giá trị nghệ thuật. Trong đó, ban tổ chức đã trao 3 giải A, 7 giải B và 5 giải C. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đạt giải C ở thể loại phim phóng sự với tác phẩm Ước gì thời gian trở lại của nhóm tác giả Hùng Sướng. Liên hoan phim môi trường và hoạt động tuyên truyền khuyến khích tính sáng tạo của các tác giả và các nhà quản lý nhằm tăng cường ý thức bảo vệ môi trường trong tình hình mới hiện nay.